Có bố mẹ trẻ trung, xinh đẹp là cảm giác như thế nào? Nỗi lòng của nhiều chàng trai cô gái khiến dân mạng cười đến nội thương. Khi bạn có bố mẹ không chỉ trẻ trung mà còn cực kỳ phong cách, chắc chắn là niềm tự hào không nhỏ. Tuy nhiên, đôi khi sự trẻ trung ấy lại mang về những tình huống oai oăm, khó đỡ đến nỗi bạn chỉ biết cười trừ. Cộng đồng mạng tại Trung Quốc mới đây đã trở thành sân khấu cho những câu chuyện hài hước khi ai nấy đều hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc ngượng chín mặt bên cạnh bố mẹ của mình. Đi Thượng Hải cùng với con trai, lúc check-in lễ tân một mực đòi phải đưa được giấy tờ chứng minh quan hệ. Cả một đoạn đường tôi phải cố gọi mẹ thật là to, sợ người khác hiểu lầm mình được bao nuôi. Netizen cũng phản pháo lại chủ bài đăng hài hước rằng: "Thì được bao nuôi đúng rồi mà, mẹ nuôi từ bé đến lớn luôn còn gì nữa?" Đúng, hợp lý. Người ngồi ngoài cùng bên phải là mẹ tôi, ngồi thứ hai bên trái là tôi còn không dám ngồi cạnh mẹ luôn. Cư dân mạng cũng đùa rằng có người mẹ như thế này đúng thật là không dám ngồi cạnh. Ảnh chụp chung của tôi và mẹ hồi còn béo, phía dưới nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận về ca này như sau: "Xin lỗi chứ lúc chưa đọc khép tôi còn tưởng đâu đây là cha mẹ của chú Thớt không á. Do ông già thôi, không phải mẹ ông trẻ. Tôi không đọc khép, tôi tưởng là vợ chồng trung niên." Tôi và bố lần nào cùng đi ra ngoài cũng bị người khác hiểu lầm quan hệ. Với tình huống này, cư dân mạng cũng không tha khi bình luận rằng: "Lão già này nhìn vẻ ngoài tầm thường nhưng chắc chắn là người có tiền rồi, nếu không sao lại có mỹ nữ đẹp như vậy đi bên cạnh chứ." Đăng xong bức ảnh chụp chung với bố lên thì tôi phát hiện bị bạn trai block. Những ai có bố mẹ trẻ trung xinh đẹp nữa nào, chia sẻ cùng TV Trends nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.